Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa thân mến, giờ đây chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hôm nay chúng ta làm việc tới cái kỳ 149 trong cái tập 5 Ngón Tay Chỉ Trăng, có cái nhan đề là Kiến Tư Hoặc. Bây giờ là 5 giờ nhằm ngày 19 tháng 7 năm 2011, nhằm ngày 19 tháng 6 năm ngày 13, xin lỗi, mắt giờ nó đuôi thấy ba trận thấy mờ mờ vậy, nói sai nói lại vậy. Tôi có giao rồi, ai dặn tôi gì, nhắc nhở tôi gì đó, nhớ tôi thì tốt, mà không nhớ thì nói lại, quên thì bỏ luôn, chứ không hứa cái gì chắc chắn hết. Bởi vì cái tuổi này rồi thì người ta chết nhiều lắm rồi kia, mà mình còn thì đâu có chuyện bắt lỗ bắt phải lỗ thôi gì nó được. Giờ nó lộn rồi nói lại. Nay là ngày 13 tháng 7 năm 2011, nhằm ngày 13 tháng 6 năm Tân Mão. Hôm nay chúng ta làm việc cái đầu đề là Kiến Tư Hoặc. Cái này là cuộc đời tôi mà đi diễn giảng cho tăng ni, cho Phật tử nghe mấy mươi năm nay đó, là tôi quần cái này. Tôi quần cái này, tôi lặp đi lặp lại nói không biết bao nhiêu lần. Bởi vì nó là, nếu mà không chấp nhận được cái ý tứ này, cái lời dạy này của Phật á, thì chúng ta có bỏ ra hàng ngàn ngàn tỷ đi nữa để xây cả Lương Giáo Đế, xưa nghe nói có bãi hai ngôi chùa gì đó, bây giờ xây bỏ vào 100 ngàn ngàn tỷ đi nữa mà xây 720 ngàn ngôi chùa, cái người này cũng không có được gì hết đó, nghĩa là cũng không phải là Phật tử. Mà trên bước đường gọi là tu học đó, cái người này không có tìm được cái gì của đạo Phật hết, dù là có ý tốt muốn theo đạo Phật nhưng mà không chịu nghe và không tập, không tu, không sửa, không bỏ được những cái sai lầm của Kiến Hoặc và Tư Hoặc, thì bỏ ra hàng ngàn ngàn tỷ đô la đi nữa cũng không hề được cái gì. Bởi vì đạo Phật á, Đức Phật mà ra đời cũng như Đức Phật dạy cho chúng ta đó, dạy cho người Phật tử đó, nói chung là dạy cho những người trần gian đó, là cái phương pháp xa lìa tà kiến để tu học, tập rèn cho mình cái chánh kiến. Tà kiến có nghĩa là mình nhận thức, mình hiểu biết của mình sai chân lý hoàn toàn, gọi là tà kiến. Và Đức Phật khi mà đi tìm được cái chân lý rồi đó, gọi là thành Phật rồi đó, thì trọn cuộc đời Đức Phật chỉ dạy bồi dưỡng cho mọi người, ai bằng lòng theo Phật, cái chánh kiến. Có chánh kiến để nhận thức chân lý, nhận thức được chân lý, đúng chân lý, sống theo chân lý, thì người đó tự có một cái trình độ trí thức tận cùng, gọi đó là thành Phật. Và khi mà đã có trình độ nhận thức tận cùng chân lý rồi đó, giác ngộ thành Phật rồi đó, thì người đó tự có Niết Bàn. Mà nếu, do vậy Niết Bàn không phải là do Phật cho, không phải Phật ban,
tức là tự cái nhân của mình có trí tuệ giác ngộ, mình không làm những điều sai trái nữa, mình không đi những con đường trong gai nguy hiểm nữa, thì mình không có sai phạm về thân miệng ý, cũng như mình không đi con đường trong gai hầm hố nữa, thì mình không có cái điều kiện để xa hầm sập hố trong gai. Như thế là do mình có trí tuệ, mình đi con đường đúng, đường tốt, đường bằng thẳng, thì mình không xa hầm sập hố trong gai. Chứ Đức Phật không có giúp mình bằng cái kiểu như là các cái học thuyết, các cái tôn giáo khác. Nhờ cái vị đó, cái ông đó, cái đấng đó cứu rỗi giúp đỡ, Đạo Phật không làm được cái việc đó. Và không ai làm được việc đó. Nếu mà có gọi là làm được việc đó mà ai đó tin đó, là chẳng qua là mình gửi gắm trong chờ mong đợi những điều không thực tế, là không bao giờ có được. Do vậy cho nên là những cái người mà không tin vào cái chân lý nhân quả, không nhận thức đó, vào đạo mà lễ bái cúng lại cầu nguyện giáng sinh tới suốt đời cực khổ dữ lắm mà không được gì hết. Rồi tới chừng cuối cùng rồi thất bại đau thương, rồi nổi giận rồi nghĩa là phản bội lại cái ông, cái đấng, các vị thần mà mình cúng lại từ mấy lúc nay qua cái bài thơ là mà tôi đã làm để nhắc nhở đó. Lễ bái ông gì, lễ bái ai, bao năm lễ bái bấy năm cầu, khấn nguyện không được hên xui mãi, bá ngõ quân nào nhận lễ tao. Giận quá là cúng hết sức cúng, lại lục hết sức lại lục, cầu khẩn hết sức cầu khẩn, mà giờ cuối cùng rồi là mình làm cái điều sai trái là tù tội, vẫn là tù tội. Ví dụ như mình làm quan, mình làm công chức mà mình làm điều sai trái thì tù tội, vẫn là tù tội. Mình ăn hối lộ mới có mấy trăm ngàn đô, triệu đô gì đó, và mình cho người nhà đi cầu thì cúng hết sức cầu cúng, vậy mà rốt cuộc rồi các cơ quan ban ngành ta cũng phát hiện ra, rồi mình cũng bị bắt, rồi cũng bị ở tù. Thành ra là lễ bái không được gì hết. Cho nên tôi nhắc cái này nhiều lắm, đó là kiến dân trong vấn đề trong kiến tư hoặc. Chứ hoặc có nghĩa là sai lầm. Chỉ kiến là kiến hoặc, tức là sai lầm về mặt nhận thức, về mặt trí tuệ mình không có, chưa đủ trí tuệ để nhận thức chân lý, thì cái sai lầm đó tôi gọi là kiến hoặc. Còn về cái sai lầm trong tâm ý nghĩ ngợi sâu sắc để mà nó biểu lộ ra hành động, nó là cái nguyên nhân, nó là cái nguyên nhân là chánh yếu để nó biểu lộ ra cái hành động tội lỗi của thân, của miệng, của ý mà mình không hiểu, thì cái đó gọi là tư hoặc. Chứ tư là tư duy, nhận thức sâu sắc hơn là cái kiến hoặc. Nói cách khác là kiến hoặc là cái sai lầm đó là do môi trường, do hoàn cảnh, do thầy tà, do bản xấu, nó có thể nó xúi dục mình. Mình ở gần với những cái người thầy tà bản xấu, mình ở gần môi trường hoàn cảnh xấu, nó làm cho mình, nó tác động, nó làm cho mình bị quen cái thói đó đi. Thì cái sai lầm gì, cái thói quen gì bắt chước, gì thấy người khác làm mình làm, cái đó gọi là kiến hoặc, tức là sai lầm về cái nhận thức, cái hiểu biết do môi trường hoàn cảnh. Còn tư hoặc đó là nó sâu sắc hơn, nó phát xuất từ cái ý thức vốn có của mình. Mình không có trí tuệ, thành ra mình nghĩ ngợi một cách là sai lầm,
Nghĩ lại sai lầm bằng cách thí dụ như là mình nghĩ là về sai lầm về thần thánh, về Phật, về trời, về địa ngục, về ngạ quỷ, về súc sanh vân vân. Cái sai lầm đó là nó là từ nó cái gốc vốn có của con người do sợ hãi, do khiếp đảm trước cái bạo lực cuồng loạn của không gian, của thời gian, như là bão tố, như là nước lũ, nước lụt cuốn trôi, như là đất sập đất chùi, như là núi lửa vân vân. Rồi mình nói đó là do thần linh, do các vị thần gì đó hung dữ rồi phạt tội, trị phạt con người vân vân. Thế thì cái đó nó phát xuất từ cái gốc là nghĩ ngợi của mình, hoặc là do tham vọng rồi tưởng tượng, rồi mong chờ, rồi trông đợi những cái vị thần linh, những cái đấng cao thượng mà không bao giờ có. Thế thì kiến hoặc từ hoặc thì nó là tự sanh nhau, cái giống như là cái bão mà ngọn, còn cái bão là cái bão, cái bão gốc. Cũng như sụp đất, còn cái mà còn lại sụp lên rai gọi là dư chấn. Thì dư chấn như sụp đất làm thứ, nhưng mà dư chấn thì nó sụp nhẹ nhẹ, nó sụp chậm hơn, có thể chạy rồi được ra khỏi nhà, khỏi cây đổ, khỏi những cái tháp, cái lâu đài, chạy ra khỏi được, gọi là dư chấn. Còn sụp đất thì nó sụp một cái ào một cái là chạy không kịp. Thế thì là kiến hoặc và tư hoặc đó, thì với nó cái gốc và cái ngọn, cái mạnh và cái yếu, cái lớn là và cái nhỏ, nó giống như là sụp đất và dư chấn vậy. Bây giờ ta đọc thử bài thơ nè. Tưởng tư tác ý mê lầm. Đây là những cái từ này tên là từ ngữ của phái học Phật không à. Do vậy mà tôi nhắc Phật tử là mình muốn làm đệ tử Phật thì mình phải học chứ không phải cúng tiền. Cúng tiền là gì? Để giúp mà đỡ, để hỗ trợ cho những vị tăng mà tu hành chân chánh, người ta tạo cái điều kiện để ta giúp cho những người Phật tử học tu. Chứ còn cúng tiền không mà nghĩ rằng là mình được phước này, được cái báo kia, và để mà giữ gìn tài sản sự nghiệp này kia đó, cái đó không có được. Cho nên phải học rồi nè, tưởng tư tác ý mê lầm nè, chữ tưởng này là chữ tư nè, chữ tác ý nè, đó là ba cái từ đó là thuộc về cái tâm sở hữu pháp. Mà trung luận như thức học ta gọi là xúc tác ý thọ tưởng tư. Ừ, đó là những cái tâm sở hữu đó, nó là cái tác dụng của tâm đó, nó biểu hiện ra đó. Cho nên là chữ này là phải học hết. Tưởng tư tác ý mê lầm, cô thành niệm lự kết mầm khổ đau. Đấy. Tưởng tư tác ý này mình phải đọc thêm nữa là xúc tác ý thọ tưởng tư. Đó là năm cái món tâm sở hữu pháp, nó là cái công dụng của tâm, nó biểu lộ ra bằng sự xúc chạm, bằng cái tác ý, thọ thì thường học hoài đó, thọ trong thọ quẩn đó, nó có xả thọ, khổ thọ và lạc thọ đó. Thọ tác ý thọ tưởng tư ha. Thành ra mấy cái từ này là vậy đó, tưởng là tưởng tượng đó, tưởng tượng dữ lắm đó. Mình học Phật mà mình không có học kỹ đó là mình tưởng tượng sai lầm dữ lắm đó. Tưởng tượng ma cũng sợ, tưởng tượng quỷ, chữ ma chữ quỷ đó phải học kỹ. Ra đạo Phật không có ma quỷ gì hết á. Người nào trong con người mình có cái chất ma, có chất quỷ thì mình đi đâu cũng gặp ma gặp quỷ. Còn người nào mà cái tâm mà chánh rồi đó, không có sợ lặt vặt á, thì cái người đó trọn đời không bao giờ gặp con ma,
cũng không bao giờ còn gặp con quỷ là gì. Còn người khác mà người ta gặp đó, mình đừng có nghe người ta nói người ta gặp rồi mình sợ theo, không có. Người ta gặp đó là do người ta gặp của cái tâm của người ta. Cái tâm bất chánh của người ta nó ra cái đó. Trong tâm nó có bất chánh trọng nó mới ra cái đó. Trong tâm nó có cái chất quỷ nó mới hiện ra cái quỷ. Tôi nói ví dụ như là cái quỷ mà người ta gọi là mắt đằng dưới, mắt thủy long hòa bá, mắt thằng bố thiên sư gì đó, thì cái người mà dục vọng nhiều quá mà nằm mà mơ tưởng thì ngủ thấy có người nữ, thấy có người nam nằm gần bên rồi mình ôm ấp mình yêu đương nữa, người nam thấy có người nữ gần bên thì cũng có yêu đương nữa. Cái đó là chuyện bình thường, và những người đó bệnh dữ lắm. Mà bệnh dữ lắm rồi hồi xưa là đem thầy pháp, thầy bùa, thầy phù thủy được khiển, lập trận được khiển. Chứ chỉ có người đó thấy cái thứ nam và thứ nữ nó ngủ bên mình là do người đó cái dòng niệm quá nhiều. Cái đó là do tưởng đó, tưởng tư đó, tư là tư lự đó. Tưởng tư tác ý mê lầm, cô thành niệm lự kết thành khổ đau. Cái đó nó cô động lại. Tưởng tư tác ý nhiều quá nó cô động lại, nó thành ra kinh niệm. Rồi mỗi ngày, hàng ngày cứ nhớ người yêu ở đâu á, nhớ ở phương trời nào đó, có quen người nào ở cái tỉnh nào đó, nghe nói tên tỉnh đó là thấy vui vẻ nhẹ nhàng. Nghe cái xứ nào đó, nhớ cái xứ đó cái tự thấy nó nhẹ nhàng, nó sung sướng. Đó là nó cô thành niệm lự, nó kết ra cái mầm khổ đau. Nguyễn Du, cụ Nguyễn Du hồi xưa nói cái chuyện mà nhớ mong, sông xa dò dỏ phương trời, nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng. Mình có người yêu nó ở hướng nào đó, hướng Vĩnh Long, Cần Thơ, hay là hướng Bình Trị Xuyên Quế, rồi ở trời mưa lâm râm, rồi đứng trên cái tầng lầu nào đó, hoặc là ở trong cái cửa sổ nào đó, mình nhìn ra cái hướng mà mình tưởng tượng đó, rồi tự nó nhẹ nhàng, nó sung sướng, hoặc là nó khổ đau. Đó là tưởng tư đó. Tưởng tư tác ý, nó cô thành cái niệm lự vậy, nó kết ra cái mầm khổ đau. Đó là nói về tình yêu. Còn có người thì mê về sự nghiệp, công danh sự nghiệp, giàu loàn ra cuối, là bỡ đỡ người này tân bốc người kia để xin được chức tước địa vị, nó thành ra một cái nỗi khổ đau kỳ cục. Rồi có người thì ham sự nghiệp quá, cho nên nằm mà mơ tưởng sự nghiệp, mà cái sức làm thì hữu hạn, mà mơ thì quá lớn lao. Cái đó là đạo Phật gọi là đa dục với khổ, sinh tử bị lao đó. Cái khổ sở đó là do đa dục, tham muốn nhiều quá, tùng tham dục khởi, sinh tử cực nhập ghê gớm, tâm sầu bạch phát, muốn mà chưa thành tựu, không thành tựu được. Thì muốn tình yêu cũng vậy, mà muốn danh vọng cũng vậy, tiền tài sự nghiệp cũng vậy, đều là nó thành được, nó cô động lại, nó thành niệm lự, nó là cái mầm khổ đau. Thân biên tà kiến lao nhau, quan đường ảo tưởng lạc sâu rừng tà. Đấy, mấy chữ này là thân, thân tức là thân kiến, biên tức là biên kiến, tà tức là tà kiến. Lao nhau đó là còn kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến nè. Quan đường ảo tưởng lạc sâu rừng tà đó. Cái người mà thân kiến đó là cái người quan đường ảo tưởng đó nha. Thí dụ như ngũ quẩn thân này là ngũ quẩn giai không, mà chết rồi thì quẩn nào nó trả về cho quẩn nấy. Vậy mà bây giờ người ta nói rằng cái thân ngũ quẩn này chết rồi còn có một cái hồn, mà cái đó là hoàn toàn không phải đạo Phật đó nha. Tất cả pháp đều vô ngã, tất cả pháp đều vô ngã, thì con người là một pháp ở trong cái tất cả pháp, cũng không có cái ngã, đều là vô ngã như nhau.
sắc quẩn vô ngã, thọ quẩn vô ngã, tưởng quẩn vô ngã, hành quẩn vô ngã, thức quẩn vô ngã. Vậy cái khi mà con người mà hết cái đời người rồi đó, khi gọi là chết đó, thì cái ngã nào còn, cái ngã nào thành ra cái hồn? Do vậy cho nên là mình nói còn có cái ngã mà bây giờ nó còn nảy ra thứ tà kiến, nó bảo rằng trong vòng 8 tiếng đồng hồ đừng có đụng tới cái thân chết. Đụng tới cái thân chết cái rồi có cái hồn nó đau khổ, cái nó giận dữ, cái nó không giáng sanh cực lạc. Cái đó nó lao, nó bậy, nói không có đạo Phật gì hết. Vậy mà bây giờ người ta cũng nghe ào ào, thời kỳ ngày nay vậy đó, thời văn minh khoa học vậy đó, và đạo Phật bây giờ người ta cũng nhắc nhở dữ lắm mà ha. Vậy mà người ta còn nghe ào ào ở cái đất Sài Gòn, ở Đà Lạt thì cũng có một chỗ làm vậy đó. À, cái bệnh mình nặng quá, thấy hơi là đau khổ, cái người ta gọi là đau chân hả miệng mà, người ta thấy thân nhân người ta đau khổ, ta lo, cái gì họ sáng tác ra một cái chùa dễ chết. Họ lánh đem vô chùa cái rồi nó lập cái bàn là ngồi niệm Phật hoài, niệm chí cái chờ chết. Chết là cái lãnh luôn, làm đám thiêu có cho ông cũng được, rồi thờ phượng cũng phải luôn. Cái đó là không có được đâu đó, cái đó không phải đạo Phật đó nha. Tôi nhắc nhở Phật tử gần xa trong nước ngoài nước cũng như tăng ni trẻ không làm cái đó. Làm cái đó thì người ta làm kinh tế là người ta đặt ra ta làm được, còn nếu mình là học đạo mình tu hành là không làm cái đó. Chết rồi thầy suốt nói chết rồi thì thôi à, thì lo rồi không liệm rồi chôn cất, mà tôi nói không cần con ngày nữa cơ nha. Nói trong vòng 3 ngày đó, người ta có câu là tam nhật bất trạch nhật ở trong cái sách mà gọi là sách con ngày. Trong 3 ngày là không cần chọn ngày, không cần coi ngày. Nếu mình muốn chôn ngoài 3 ngày ra thì mới chọn ngày. Đó là nói theo cái thuyết mà coi ngày. Chứ còn như đạo Phật là không có coi ngày. Đạo Phật thiệt là không có coi ngày. Bởi vì trong ngày không có cái ngày nào là chữ tí, chữ sửu gì mà gắn liền ở trong cái ngày đó hết. Tí sửu dần mẹo thình tị ngọ mùi thân dậu tuất hợi. Không có cái ngày nào có cái tên đó, có cái chữ đó bao giờ. Và cái tuổi của con người cũng vậy nữa. Tại mình là cái người Á Đông rồi mình quen cái kiểu Trung Quốc rồi mình nói rằng là năm đó là năm tí, năm sửu, năm dần, năm mẹo. Chứ những người Âu Châu á, châu Âu Châu, Phi Châu, Mỹ Châu á, người ta trước tây lịch đó, trước Chúa giáng sanh đó thì người ta không biết ta lấy cái gì thì mình chưa có học phân cái đó làm chi. Chứ còn sau Chúa giáng sanh đó thì ta nói là sanh năm mấy là vậy hả? Năm thứ một, năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ 300, năm thứ 500, năm 1900, thí dụ như tôi 1928 mà nói vậy đó, người Âu Châu nói vậy đó. Nhưng mà cộng thêm Á Châu nữa thì nói rằng tôi sinh 1928 nhằm tuổi Mậu Thìn. Mậu Thìn thì đó là có chữ Mậu đó, có chữ Thìn, chữ Tỵ, chữ Ngọ, chữ Mùi đó, là do cái tập quán, cái văn hóa của cái miền đó, cái vùng đó, cái nước đó. Chứ không có cái gì, trong cái năm tháng ngày giờ không có cái chữ gì trong đó đó. Cho nên là tôi là Mậu Thìn đàng hoàng đó, nhưng mà nói là nói vậy, nói theo Á Đông vậy thôi, chứ còn bảo tôi sợ cái gì đó trong các cái chữ đó tôi không có hề có sợ. Cuộc đời tôi tất cả tôi làm bao nhiêu cái chùa, sửa chùa có, xây cất chùa có, xây cất nhà ở có, không coi ngày gì hết, không có coi ngày gì hết. Nhưng mà tôi cũng nhắc nhở những người Phật tử quen biết với tôi đó, mình không coi ngày nhưng mà mình tránh cái miệng, người ta gọi là miệng lằn lưỡi mối, những cái miệng mà ăn mắm ăn muối. Thí dụ như mình làm, mình cất cái nhà mà mình làm ngày mùng 5 hoặc là 14 hoặc 23, những cái người mà dốt nát miệng lằn lưỡi mối, người ta nghe người ta không hiểu gì nhiều, người ta hiểu chỉ có nhiêu đó thôi. Tại nên nếu mình cất cái nhà ngày mùng 5 thì họ nói chết rồi,
cái nhà mà cất ngày mùng năm đây là không ở được đâu, nhất định là có bệnh, thậm chí là có bệnh rồi có chết nữa à. Rồi cất nhà mùng năm rồi cái bữa ngày 14 mình dời nhà, mình vào nhà mình ở nhầm ngày 14 nó chết rồi. Đây là ngày tam thiên tam thi, ba cái thi chết là do là cất nhà ngày mùng năm rồi về nhà, rồi giờ nhà về ở rồi ngày 14. Rồi lên đồng dông hồi đó là vô lên đồng dông vào ngày 23, do vậy cho nên cất nhà này ở là chết. Trời Phật ơi, có cái nhà nào ở không chết đâu, nhà nào cũng có người chết hết đó. Không chết trước là chết sau, không chết nhỏ là chết già, chết gì cũng có chết. Rồi cuối cùng là cái nhà nếu ở lâu thì vừa có chết già mà vừa có chết nhỏ. Cho nên là cái miệng lằn lưỡi mối, tục ngữ ta nói vậy, chứ không phải là tôi nói vậy để tôi chửi mắng ta chi. Tục ngữ ta nói vậy đó, ta nói mùng năm 14, 23 không nên cất nhà, vì những ngày đó là gọi là ngày tam thi. Cho nên là tôi dặn Phật tử nào quen với tôi là cất nhà tránh mấy ngày đó, để họ nói, cái họ hù mình, họ hù mình cái là mình rung rinh, mình rúng động tâm mình, cái là mình có cái mặt cảm sai phạm tội lỗi, cái là mình sợ. Do vậy cho nên mùng năm 14, 23 là đừng có bài làm cái gì lớn lao để cho người ta thấy. Chứ chẳng lẽ là ngày mùng năm 14, 23 rồi mua đồ ngon về nấu ăn rồi cái quỷ thần nó cản trở, nó không cho mình nấu ăn ngon hay sao? Nếu mình làm nhà thì nó không chịu, nó không cho, nó làm cho mình ở không yên. Rồi còn mình mua đồ ăn ngon thì việc lớn nó phá lớn, việc nhỏ nó phải phá nhỏ chứ. Vậy thì mua đồ ăn bữa đó về nấu cũng không được, nấu không chín hà sao? Đâu có được. Cho nên là cái tin đó là tin quyến hoặc quan đường. Nhưng mà vì cái miệng lằn lưỡi mối của những người ít hiểu biết là mình phải chừa đi. Rồi kể hơn chút nữa là tôi dặn những cái ngày gọi là ngày tâm nương. Ngày tâm nương á là nó cử hết rồi, muốn hết rồi, không còn ngày để mình làm. Ngày tâm nương á là có bài thiệu rằng là thượng tuần sơ tam giữ sơ thất, trung tuần thập tam giữ thập bát, hạ tuần nhì thập nhì giữ nhì thập thất, tác sự cầu mưu định bất xương, kê nhi bảo nản bất thành xong, khởi tạo đình tiền vô nhân trụ, giá ốc dị hoàng tiên giá tan, thượng quan phó nhậm bất hoàng hương, hành thoàn định tất tiêu trầm nịch, vân vân và vân vân. Có nghĩa là 10 ngày đầu á, đây là nói theo âm lịch đó, 10 ngày đầu á là ngày mùng 3 với ngày mùng 7. Đấy, ai mà sợ nữa là sợ miệng lằn lưỡi mối nữa đó thì đừng bằng nhà, đừng có làm cái gì lớn, đừng khởi công cái gì ngày mùng 3 với mùng 7 mà để tránh cái miệng lằn lưỡi mối kia. Tránh chứ không nó hù mình. Nó hù mình, nó nói bên đây là ngày tâm nương mà anh bằng vậy, chị làm cái nhà vậy, hay là chị đào cái đìa nuôi cá vậy đó, nửa cá đó, nó không lớn. Chị làm cái trại chăn nuôi mà chị làm ngày mùng 3, mùng 7 vậy đó là nửa rồi heo nó thành ra dịch tay xanh. Nó nói vậy đó, rồi mình sợ. Cho nên mình phải tránh cái miệng lằn lưỡi mối đó. Chứ còn dịch tay xanh là lâu lâu bây giờ chích thuốc rồi lâu lâu nó hết rồi lâu lâu nó cũng tái lại, rồi phải làm nữa thôi chứ đâu có mùng 3, mùng 7 gì. Cho nên thượng tuần sơ tam với sơ thất ha. Thượng tuần đó là 10 ngày đầu, tránh thì mùng 3, mùng 7. Trung tuần thập tam với thập bát, 10 ngày giữa tháng đó là ngày 13 với ngày 18 tránh. Rồi hạ tuần nhì thập nhì giữ nhì thập thất, cái là 10 ngày chót của tháng đó thì ngày 22 với ngày 27. Thế là mình tránh hết 6 ngày rồi còn mình ăn cái gì? Rồi còn tam nương tam si cái nó mùng 5 14 23 cái nữa là 6 với 3 là 9 ngày rồi. Rồi làm sao mà mình ăn? Rồi còn coi ngày khác nữa là trực kiên, trực trừ, trực mãn, trực bình, trực định, trực chấp,
trực phá, trực nguy, trực thành, trực sâu, trực khai, trực bé. Coi ngày lửa riết là không còn nào bằng ăn hết rồi, thôi đi ăn trộm, ăn cho nó gọn. Chẳng lẽ làm vậy thì ăn trộm, mà ăn trộm thì gặp nhà nước, công an nó bắt. Thế thì còn ăn cái gì đó, nói gì. Cho nên là cái đó là cái quan đường đó, cái ảo tưởng đó. Tôi nhắc Phật tử vậy, mà nghe không nghe là thôi. Cho nên là cái thuyết mà chết rồi mà còn cái hồn mà ở lại đó, cấm không cho đụng trong vòng 12 tiếng là thuyết đó là không bao giờ được nghe. Cái thuyết đó không phải là đạo Phật. Tất nhiên là người ta có quyền sáng tạo ra để người ta ta làm ăn, ta làm nghề, ta lập ra cái ban gọi là cái ban hộ niệm, gọi là cái ban trì chú. Bây giờ nó có cái ban trì chú là để làm giàu nữa cơ. Có trì chú Đại Bi. Chú Đại Bi đó không biết là cái gì tổng, mà hồi đó giờ vậy đó mà giờ sáng tác ra là trì hồi cái ca hát hồi, rồi trì nữa. Trì vậy đó mà nói rằng là trì cái rồi là người ta cúng tiền ào 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 vô các chùa. Để gọi là Phật sự. Mà muốn làm Phật sự là phải mời cái ban đó lại trì để cho người ta cúng. Đó, cái đó là tà kiến đó. Còn cho rằng con người chết rồi là cái hồn còn ở trong cái xác đó là thân kiến đó, biên kiến là cái thứ hai, là cho rằng là cái hồn chết rồi đó thì đi đâu đó. Hoặc là có người thì cho rằng là không còn gì thì cũng không trúng, mà nói rằng cái hồn đi đâu đó cũng không trúng. Mà muốn nói rằng cái hồn không còn gì đó thì mình phải hiểu là Phát Đại nó trả về cho Phát Đại. Nó trả về như vậy có nghĩa là nó trả về với cái pháp thân vốn có của mình. Rồi á, trong cái pháp thân vốn có đó đó, nó trả về thì nó có cái nghiệp nặng thì nó theo nghiệp nặng, mà nghiệp nhẹ thì nó còn ảnh hưởng một cái nó giống như cái phóng xạ vậy đó. Giống như là cái nhà máy điện là dầu là sập, dầu dò hư gì đó, bị đất động hư vậy đó, mà đụng điện nhiều quá thì chết tại chỗ, mà còn là không có đụng cái dây điện, cái đường điện á, thì nó còn có cái chất phóng xạ trong cái lò điện á, nó bay ra xa gần á, rồi có thể nó làm cho tác hại ảnh hưởng chết chóc bằng cái chất không có đụng, không có thấy, gọi là phóng xạ. Đó là nhà máy điện hạt nhân. Cũng như là người ta chụp hình bằng là X quang đó người ta chụp hình ta cũng dè dặt lắm đó, chứ không có cái chất phóng xạ nó ảnh hưởng tới cái người làm nghề chụp hình đó. Thì cái đó không thấy, con mắt thường không thấy, nhưng mà có. Còn về cái nghiệp lực của con người á, là mình ngoài cái việc mà thân khẩu ý ra làm những điều tội lỗi sai trái là bị đau khổ, bị quả báo hiện tiền, nó còn có cái ảnh hưởng cái dư báo của cái gọi là cái nghiệp. Thì cái nghiệp đó nó sẽ trả về cho cái thể bao la của nó ở trong đất nước gió lửa hư không kiến đại và thất đại, trả về, nhưng mà nó còn có cái chất nặng nhẹ của cái dư báo đó gọi là nghiệp. Thì nó còn cái đó, chứ nó không còn cái hồn. Do vậy cho nên là không có cái hồn để đi đầu thai trở lại như là mạnh bà rồi ở với âm phủ rồi đầu thai trở lại cho uống chén cháo để quên việc trước đó. Cái đó nói bậy, nói tưởng tượng, nói nhiều lắm, nó không có hết. Thế thì chấp về thân, chấp có cái hồn và chấp bản thân trong lúc còn sống, và quá quý trọng cái bản thân trong lúc còn sống cũng gọi là thân kiến. Và chấp sau khi chết rồi còn có một cái hồn cố định cũng gọi là thân kiến. Biên kiến cũng vậy, cũng chấp có cái hồn cố định để đi đầu thai đâu đó, hoặc là không có cái hồn gì hết mà do ai đó rước đi đâu đó,
đi về hướng nào an lành hạnh phúc gì đó là do một cái lực đẩy nào đó, thí dụ như mình cầu nguyện gì đó là có cái lực đẩy, cái đó nó cũng không phải là đạo Phật, không có đẩy được. Thí dụ như nhờ chú nguyện để đẩy đi lên Cực Lạc Tây Phương đó, cái đó nói đó quan đường không trúng đâu. Nhưng mà người ta tuyên truyền, người ta nói nhiều quá rồi, bây giờ cũng có người tin, mà tin như vậy nghĩa là không phải là đạo Phật, tin như vậy là phản bội cái chân lý nhân quả. Làm gì mà cái sự chú nguyện của người khác mà đẩy một cái hồn của người khác để đi lên cái chỗ dự ý, làm giống như là quả tiễn là mình đưa vệ tinh đi vậy, đâu có được. Quả tiễn đưa vệ tinh đi là trong cái quả tiễn ta có làm nhiên liệu, mà ta đốt quả tiễn mà ta khoa học ta nghiên cứu, cái đó là vật chất. Còn cái hồn nó thuộc về phi vật chất. Giờ tà kiến là hiểu sai lầm. Ví dụ như cúng lại lung tung đó, tà kiến đó. Cúng thần này, thần kia, thần nọ, thánh này, thánh kia, thánh nọ, đủ thứ cúng để cầu nguyện giang sinh đó, gọi là tà kiến. Các vị thần thánh đó họ không làm cho họ được. Nếu họ làm cho họ sung sướng được thì họ nhận của mình chi? Họ làm cho họ sung sướng được thì họ cần gì phải cúng heo quay cho họ ăn? Thí dụ như là ta cúng bà chúa xứ ở châu đốc bằng heo quay, mà nếu mà bà làm bà ăn được thì là bà đâu có nhận heo quay của người ta chi mà phải đi phù hộ người này người kia. Mà sự thật là phù hộ không được, cho nên là có người đi cúng heo quay cho bà mà trên đường về bị xe cộ tai nạn cũng có, và những lần cầu nguyện bà không được gì hết. Cho nên cái đó là gọi là tà kiến là vậy đó. Cúng thần cúng thánh là hy vọng trông chờ đổi chác bằng cái cúng vậy đó. Còn ở ngoài Bắc thì năm nào cũng vậy, gần Tết là cái ngày mà khai ấn Đức Thánh Tăng, nó nghe nói quá trình quá đổi. Nhà nước ra lệnh nghĩa là nhắc nhở không được lấy xe công mà đi, và có những ông lớn lấy xe công đi, năm nào cũng có bao lần, năm nào cũng có tất cứ. Thật ra cái này tôi nói nhiều lần lắm, thần kiến, biện kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Giới cấm thủ kiến là con người giữ giới sai lầm. Giữ giới ví dụ như giữ giới tôi nói là ăn chay trường thì đúng rồi, gọi là ăn kiêng, ở bên Mỹ thì gọi là ăn kiêng, thì nó cũng có cái bổ ích của cái người ăn kiêng. Mà ăn kiêng như vậy gọi là ăn chay trường, mà ăn chay trường thì là không có giết hại sinh mạng của các loài động vật thì cũng tốt. Nhưng mà ăn chay trường mà tới nỗi như là chén phải lấy chén riêng, đũa phải tới đũa riêng, rồi cái đó kêu bằng kiến thủ kiến, nó quá đáng, chỉ làm cho cực khổ cuộc đời, cực khổ cho bản thân, cực khổ cho con cháu, cực khổ cho những người nấu ăn trong gia đình, chứ không cần như vậy. Cái đó gọi là kiến thủ kiến, bảo thủ ý kiến. Rồi có người sợ dữ lắm, bệnh hoạn tàn tệ rồi bác sĩ biểu ăn mặn chút đi, đặng cho có sức khỏe, đặng người ta trị bệnh cho người ta, mổ rồi giải phẫu rồi kia rồi mà cần phải có ăn này kia rồi cũng không dám. Cái đó không có gì sợ hết, bác sĩ ta bảo ăn thì cứ ăn. Nhưng mà ăn đó là cái người mà có thể còn mạnh còn trị được cả. Chứ còn cái bệnh mà già quá rồi, lớn tuổi quá rồi, với bệnh mà bệnh phải chết đó, thì có ăn đi nữa cũng uổng đồ ăn thôi à. Nó chết thì cứ để cho nó chết. Mình tập con cái là chết, đừng sợ chết, thì giống như không có chết. Cái đạo Phật gọi là phải giỡn chơi ở trong cái việc sanh và tử, không có sợ hãi. Bởi vì sanh lão bệnh tử là cái chuyện bình thường của cái loài động vật, mà động vật cao cấp nhất là con người cũng vậy thôi. Hãy có sanh là có già, có già là có bệnh là có chết. Cho nên là
là nếu mà cần ăn thì để mà trị bệnh lành được thì cứ mua đồ mà ăn. Thầy thuốc bảo ăn, có thể ăn, điều đó không có gì ngại hết trơn. Chứ còn mà giữ để chết thì cũng được, nhưng mà nếu để chết mà đòi Phật, đòi công lao của Phật là không được đâu. Nếu mình kia cử, mình kiên quyết mình không ăn để mình chết rồi đòi lấy cái đó làm cái điều kiện rồi đòi Phật, Phật không có giúp cái đó. Thân biên tà kiến la sao, quan đường ảo tưởng lạc sâu rừng tà. Thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, đó là quan đường ảo tưởng là lạc sâu rừng tà rồi đó nha. Mà lạc sâu rừng tà thì đường ra đã mất lối đi, bình an không có rồi mong gì thảnh thơi. Tức là mình lạc rồi, mình không phải đi con đường chánh rồi, mà đường chánh mình không đi, mình đi con đường cong queo, con đường tà vậy, cái đường mà quanh co trong rừng, trong núi, trong hốc, trong hẻm thì bình yên không có, còn nói gì là thảnh thơi. Đi sai đường rồi, lộn đường rồi. Hạt nhân tư dục nóng rồi. Tư tài, tư sắc, tư danh thực thì đó là tư hoặc khổ đau, kết thành khổ quả, tham sân nối dài. Đó, cái tư hoặc đó là gì? Mình rất cái tư hoặc đó là gì? Đó là tư về tài nè, tư về sắc nè, tư về danh nè, tư về thực nè, tư về thùy nè. Tức mình đam mê ngũ dục lạc, đam mê ngũ dục lạc. Đó là mình rắm cái nhân của tư hoạch rồi đó. Là nó kết thành cái quả khổ, nó sinh ra cái thứ cực tham, cực sân, cực si. Mà từ cái cực tham, cực sân, cực si đó, nó thành nó tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thì, thì đó là cái quả khổ đó, tư hoạch đó. Do vậy mà tu hành đó thì mình muốn diệt trừ tư hoạch là phải tập. Con Phật ta cần học viễn ly, tránh xa các độc tham sân si. Tham sân si nó thành ra là nó là cái gốc của độc đó. Nó là tam độc đó. Nó là cái gốc của tất cả những cái độc, tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thì cũng là do tham sân si mà ra. Rồi tham nó mong cầu là cái quả bồ đề niết bàn, hoặc là tham cầu cái giảng sanh cực lạc, mà tu tập thì không lo, không đúng, sai lầm, mà mong cầu được cái quả an lạc cực cao trong đạo Phật, thì đó là cái nhân sai lầm, thì cái quả không bao giờ có. Cái thành quả khổ tham sân nói dài ha. Sản sanh tư tướng ngã nhân. Đấy, khi mà đã kết thành ra tư hoặc rồi đó, thì nó sản sanh ra tư tướng. Sản sanh là bốn cái tướng. Bốn tướng này là cái nòng cốt của mọi nguyên nhân luân hồi sinh tử khổ ải. Đó là tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh và tướng thọ giả. Cái này nếu mà nói kỹ ra nó thành lớn lắm, nó thành ra của những cái bộ kinh đại thừa tối thượng thừa khác. Tư hoặc khổ nhân kết thành quả khổ, tham sân nói dài sản sanh tứ tướng ngã nhân. Hãy có tham sân si nói dài rồi thì nó sinh ra tứ tướng. Tứ tướng là tính chấp ngã,
Một là tướng chấp ngã, hai là tướng chấp nhân, ba là tướng chấp không gian, bốn là tướng chấp thời gian, gọi là bốn tướng đó. Cái này khó đây nè, khó lắm mà. Ngã tướng là cái là mình chấp mình đam mê, mình luyến ái, mình quý trọng cái bản ngã của mình. Cái đó là tất nhiên ai cũng có, ở đời ai cũng đam mê, ai cũng đam mê, ai cũng quý trọng, ai cũng bảo dưỡng cái bản ngã mình dữ lắm. Mà những người giàu gọi là đại gia đó, người ta còn coi trọng cái thân của người ta còn dữ lắm được cơ. Những người quý tộc, những người giàu có, ta quý cái thân dữ lắm. Cho nên người ta trang điểm cực kỳ tráng lệ nguy nga, và người ta không dám động tới, ta gọi là không làm gì động tới cái móng tay á. Bởi vì động móng tay là nó hư móng tay. Không làm gì hết. Để ta tôn trọng cái nhan sắc, cái đẹp đẽ, cái yêu kiều bá mị của người ta. Thì cái người mà quý tộc, những đại gia, những giàu có, những người uy quyền thế lực lớn là không làm gì động móng tay. Tôn trọng cái bản ngã vô cùng. Ăn uống mà thấy nó hơi giảm ngon một tí xíu là lo thuốc men tìm trị liệu rồi. Để ngủ mà nó hơi khó chút xíu là có thầy thuốc rồi, thầy thuốc để lo điều chỉnh giấc ngủ. Ăn mà dám ngon chút xíu là có thầy thuốc lo điều chỉnh thức ăn. Và ăn mà cứ theo sách của nhà vua đó, tôi có đọc sách nhà vua, mấy ông vua thời kỳ vua Việt Nam đó, ăn là người ta nói là 36 món, một bữa ăn 36 món ăn. Và mỗi một ngày vậy đó là phải có ông quan chuyên môn vót đũa bằng tre, và tre cái bằng tre vừa rụng lá, ở vừa nở nảy cái lá vừa lớn lên đó. Cái đó tôi cũng biết vì sao, ta nghiên cứu cái gì đó không biết. Mà mỗi ngày phải có đũa mới, mà vót bằng cái thứ tre mà mới đủ lá đó, chứ còn tre già không chịu. Người nói 36 món, nhưng mà nếu mà hồi đó tôi đọc cái sách đó là tôi kể ra là hơn 36 món. Nói 36 món chứ những cái chi tiết đó, để làm ra 36 món nó có thể là 40 hơn. Vì nhà vua ta ăn vậy đó, ăn cho bổ, cho dưỡng, cho khỏe. Thì tôi đam mê cái bản ngã gì lắm, đó là tướng ngã đó. Thì đương nhiên là ai mà nó động tới cái địa vị của ta, cái quyền hạn của ta là người ta ra lệnh chém đầu. Tôi nghe nói có, cũng trong sách của vua của Việt Nam, có nhà vua là bữa đó ngự để nghe cái ca hát. Mà trong cái ban nhạc đó có ông đó đờn ca hay lắm, đờn hay lắm. Rồi ông vua ông coi rồi ông thấy cái anh đó anh đờn anh nhịp, anh hát gì đó mà hay lắm, giỏi lắm, nhưng mà cái đầu anh lúc lắc. Bởi vì cái người ca là phần nhiều người ta phải theo cái nhịp điệu của đàn của ca, người ta có thể vừa nhún nhảy mà vừa lúc lắc. Thì tình cờ cái bữa nọ ông vua ông nói tan cái cuộc mà ca hát rồi, ông vua ông kêu cái cậu đó lại. Ông vua ông vỗ vỗ vai ông nói: chú ca hát trẫm thấy là chú có tài đó, chú giỏi đó, nhưng mà chú phải đừng có lúc lắc vậy nữa, đừng có lúc lắc vậy nữa, còn chú mà lúc lắc vậy nữa là nhà vua không chịu à, chém đầu chú à. Thì theo trong sách đó là thì cái câu đó là nói chơi, nhà vua nói chơi.
Nhưng mà cũng trong sách đó là nhà vua, ta gọi là thiên tử bất khí ngôn, không được nói chơi. Mà nhà vua lại nói chơi bằng kiểu đó. Nếu mà chú lúc lắc vậy là ta chém đầu chú ở nhà. Rồi cái anh kia về nói, nghe cái lời nói đó về, anh dùng ý sửa mà không sửa được. Nghe là sợ quá, hãi hùng quá. Rồi sau đó anh đã phải... sau đó anh nói anh tự tử anh chết. Tới chừng nhà vua nghe cái việc đó, nhà vua lấy làm ân hận là sự thật là không phải là cố ý. Nếu mà anh sửa không được cũng không có chém đâu, nhưng mà tại anh sợ quá rồi anh tự tử anh chết. Nhà vua có ân hận cái đó. Tôi có đọc cuốn sách để thấy. Thế vì nhà vua người ta quý, quý cái thần kiến của người ta dữ lắm, quý cái tướng ngã, ngã tướng. Thì ai mà quý trọng cái thân mình nhiều quá đó gọi là ngã tướng nặng đó, khó tu lắm. Muốn tu mà được tiến bộ nhiều thì cái này là tôi cũng kinh nghiệm cuộc đời Đức Phật và soi rọi lại tự thân và đánh giá nhận thức cái lý lẽ mà tôi nhận thức đó, tôi cho rằng là đúng. Sở dĩ Đức Phật mà thành cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác được đó, là cái công việc đầu tiên là Đức Phật đã bỏ đi cái thân kiến, không có đam mê cái thân, không có chấp mắc cái thân, không có quý trọng gì cái thân. Chứ nếu mà đam mê chấp mắc và quý trọng gì cái thân á, về cái bản ngã đó, thì bỏ cung vàng niền ngọc không có nổi đâu. Vậy mà Đức Phật bỏ cung vàng niền ngọc, vợ đẹp con xinh vậy mà đi làm một cái người sa môn, công việc đầu tiên là đổi lấy cái áo của cái người thợ săn, để đổi lấy cái áo của sa môn, của người thợ săn trá hình đó. Mặc áo đó vô rồi là từ cái ăn cái ở cái mặt là đều là ở trong rừng, trong bụi, trong núi, trong non, theo những cái người cực khổ của cái thành phần tu hành. Thế thì cái hành động đó, cái việc làm đó của Đức Phật ngày xưa đó là cái bước đầu tiên là đã loại trừ được cái ngã, cái tướng ngã rồi đó. Đó là ngã tướng, cái tướng ngã của mình, vì cái bản thân mình phải xem nhẹ cái đó. Và người nào mà xem nặng, quý trọng về cái ngã tướng thì khó tu. Cho nên là kinh Bát Đại Nhân Giác Phật dạy là đa dục di khổ, sinh tử bị lao, tùng tham dục khởi. Cái người nào mà quý cái bản thân quá, tôn trọng bản thân quá, trang điểm bản thân quá, thì người đó gọi là ngã tướng nặng nề. Ngã tướng nặng nề cũng tức là ngã kiến nặng nề, là khó tu. Cái điều đó là phối hợp lại lời dạy của Phật, cũng như mình soi rọi mình thấy rõ điều đó là quá đúng. Những người mà muốn được nhẹ nhàng là những người đó phải thiểu dục vô vi. Thiểu dục như là ăn đừng có đòi hỏi quá ngon như nhà vua, như các vị mà đại gia, như là các vị quy quyền thế lực lớn vậy đó. Đừng có đòi hỏi cái điều kiện đó. Về ăn mặc ở ngủ phải nhẹ nhàng dễ dàng. Mà điều đó Đức Phật đã thể hiện. Thể hiện tức là hiện bày cho chúng ta thấy rõ. Muốn có giải thoát, muốn có giác ngộ là phải bỏ đi, đừng có quan trọng cái bản ngã, cái tự thân. Mà điều đó Đức Phật đã làm rồi. Bằng ngược lại chúng ta thấy rằng là những người nào quý bản ngã quá, quý tự thân quá, đam mê cái uy quyền, cái thế lực, cái đẹp đẽ, cái tráng lệ, cái thân này đó, thì rõ ràng là khó tu, rõ ràng là khó đi trên con đường giác ngộ và giải thoát. Điều đó là điều có thật.
Cho nên là tham ha, sân si, sản sinh ra tướng tướng là tướng ngã đó. Tướng ngã là mình phải để ý, cố gắng loại bỏ cái tướng ngã đi. Còn nhân tướng là gì? Nhân tướng là chỉ nhân này, mình không nhất thiết là phải nói là con người nào đó, anh nào đó, chị nào đó, ông nào đó, bà nào đó, không cần nói vậy. Mà theo tôi tư duy, tôi thiền định, tôi thấy cái chữ nhân tướng này là cái đối tượng. Chữ nhân tướng này là cái đối tượng trước mắt ra. Trong đó có con người. Chứ núi, sông, đất, liền, trời, trăng, mây, nước, cỏ, cây, hoa, lá, trong đó có động thực vật, động vật, khoáng vật. Tất cả cái đó nó nằm ở trong cái chữ nhân tướng. Cái chữ nhân tướng này tôi xin nhắc nhở tăng ni trẻ, đừng hiểu nhân tướng phải là có một con người đối là đối trọng với mình mới gọi là nhân tướng. Không phải vậy, nói vậy là hẹp hòi lắm. Mà nhân tướng đây có nghĩa là có một cái vật đối lập, mà vật đó kể cả động vật, thực vật, khoáng vật và phi vật thể, nó đều nằm ở trong cái chữ nhân tướng. Tôi nói ví dụ như bây giờ mình nghe tiếng nhạc thôi. Tiếng nhạc đó đâu có là cái gì? Nó không phải là con người rồi, mà nó cũng không phải là thực vật, động vật, khoáng vật gì hết. Vậy mà mình nghe tiếng nhạc mà mình đam mê, mình quy lụy, rồi tâm hồn mình yếu đuối, rồi đi đứng là coi như nó cái bằng hồn bất thủ xác. Nó đam mê giống như một cái nàng gì hồi xưa đó, một nàng công chúa hay một nàng gì đó mà mê cái tiếng sáo của Trương Chi. Nàng công chúa mê cái tiếng sáo của Trương Chi ấy. Rồi tự tư tư là tự thất tình đó. Thế thì dầu là tiếng sáo của Trương Chi là của một anh rất xấu xí, một anh bần khổ mà thường thả cái thuyền dài dài trên bến sông đó mà thổi sáo thôi, ấy thế mà làm cho một nàng công chúa là tương tư thất tình chết lên chết xuống. Thế thì cái tiếng sáo đó không phải là vật, mà nó cũng là nhân tướng đó. Nghĩa là nó là cái tướng đối lập, đối lập của con người mình. Hoặc sắc, hoặc thanh, hoặc hương, hoặc vị, hoặc xúc, hoặc pháp, nó đối lập với nó của nó đối với là lục căn của mình thì đều gọi là nhân tướng. Ở cái chữ đó là tăng ni trẻ để ý đó. Tiếng sáo của Trương Chi, của Mỹ Nương đó là nó đã thành nhân tướng rồi đó. Nó là cái đối tượng, nó là cái đối trọng, nó không phải là mình nữa, mà nó có cái tác dụng hoặc thấy, hoặc nghe, hoặc ngửi, hoặc nếm, hoặc xúc, hoặc biết, nó làm cho tâm hồn mình xao xuyến, lưu luyến, đam mê. Thì tất cả những cái đó đều gọi là nhân tướng. Để ý cái đó, tăng ni để ý cái đó, tăng ni để ý rất nhiều về cái đó. Còn Phật tử muốn tu hành cũng để ý cái đó. Ngã tướng nhân tướng là cái đó. Còn chúng sinh tướng với thọ giả tướng là đừng có tìm cái gì khác. Chúng sinh tướng là không gian, còn thọ giả tướng là thời gian. Cái tướng thời gian, cái tướng không gian, hai cái tướng đó không có thật. Nhưng mà ai cũng tưởng rằng là có không gian là cái tướng hiện hữu tồn tại vĩnh hằng, chứ không có. Thời gian không có cái tướng vĩnh hằng, không gian cũng không có cái tướng vĩnh hằng. Cái này thì cũng phải thiền định mới thấy. Thời gian nó có với ai?
người đó sống bao nhiêu tuổi thì cái thời gian của người đó cùng với thời gian đó là của người đó, nó có bao nhiêu đó nó hết đó. Thí dụ người đó sống 80 tuổi thì thời gian có với người đó 80 năm. Người đó sống 60 tuổi thì thời gian sống có với người đó 60 năm. Còn lại cái thời gian mà còn lại là của người khác chứ không phải của người đó. Cái này là phải thiền định mới thấy. Người đó sinh ra có 25 tuổi chết thì người đó là cái có, là cái vật chất, thì là cái thời gian nó có với người đó 25 năm. Người đó chết đi rồi thì cái thời gian của người đó cũng mất theo người đó. Bởi vì cái không đó là với cái có đó, cái có của con người đó là mới có cái thời gian không đó, có khoảng không đó. Còn cái thời gian mà nó còn lại, cái không gian nó còn lại là của người khác. Chỗ này là cái chỗ sâu sắc. Thành ra là không gian cũng vậy. Không gian nó có với ai? Không gian nó có với cái người mà từ nhà tới chợ. Cái nhà của anh đi tới cái chợ đó là một cái số, thì đó là khoảng không gian của nhà anh và cái chợ. Từ nhà anh mà là đi thành phố, nhà anh ở thành phố Hồ Chí Minh đi ra Hà Nội thì cái không gian đó là cái khoảng không gian đó là từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội, để đường chim bay đâu là 1000 cái số gì đó, thí dụ như vậy. Thế thì không gian nó có là dựa trên vật chất, dựa trên vật chất mà nhận thức về không gian. Cái không gian tự nó không bao giờ có. Không gian nó có là do nó có cái có vật chất mà người ta thấy được cái không gian. Cái này tôi cũng nói nhiều lần lắm, tuy nhiên là cái người nghe là phải bằng cái nhận thức tu tập của mình. Sản sanh tứ tướng ngã nhân, tức là tướng ngã, tướng nhân là tướng đối tượng của bản ngã. Rồi chấm 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 đây, ngã nhân đây có nghĩa là còn chúng sanh và thọ giả nữa. Chúng sanh thọ giả là tướng không gian và tướng thời gian. Ngã nhân là bản ngã và đối tượng của bản ngã. Sản sanh tứ tướng ngã nhân, lục thô tam tế, khó tầm lối ra. Có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả rồi á, là có lục thô tam tế. Có con người sinh ra là có lục thô, có tam tế. Lục thô tam tế thì trong cái tập 3 triển khai về giáo lý tứ đế thì tôi có nói rồi. Tam tế là vô minh nghiệp tướng. Bắt đầu cái gốc của nó là vô minh nghiệp tướng, do cái tướng nghiệp vô minh. Từ cái tướng nghiệp vô minh đó sinh ra cái tướng năng kiến tướng và cảnh giới tướng. Mà năng kiến tướng và cảnh giới tướng tức là tướng ngã và tướng nhân đó. Năng kiến tướng tức là tướng ngã, mà cảnh giới tướng đó tức là tướng nhân, là cái đối tượng của cái tướng năng kiến. Năng kiến tướng là phần chủ thể, mà cảnh giới tướng là phần đối tượng. Có chủ thể là có đối tượng, có tướng ngã thì có tướng nhân. Do vậy cho nên là tôi nhắc cho tăng ni trẻ rằng là cái chữ nhân đó không phải là bằng một con người mới gọi là nhân tướng, mà có cái tướng chủ thể là tướng năng kiến rồi đó, thì tất cả những cái gì đối tượng
đều gọi đó là cái tính năng kiến, gọi đó là nhân tướng, tướng đối tượng, cái tính đối lập, chứ không nhất thiết là phải có đời một con người. Đúng như tôi nói vấn đề trưng chi mỹ nương nãy, mỹ nương chỉ nghe cái tiếng sáo não nột của trưng chi thôi, vậy mà tương tư rồi thất tình rồi bệnh rồi sắp chết. Rồi cũng như là một cái chuyện khác nữa là cái bài thơ mà của Thôi Hộ, Thôi Hộ khắc ở trong trong cái da cây, mà cũng làm cho một cái cô gái yêu kiều diễm lệ tương tư thất tình sắp chết. Đó là cái bài thơ là khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, nhân diện bất tri hà xứ khứ, đào hoa y cựu tiêu đông phong. Bốn câu thơ của Thôi Hộ viết như thế, khắc viết ở trong cái da cây, đại để là như là cái da cây cao hay là trong cái da cây của cái hàng rào xương rồng chẳng hạn. Vậy mà cái nàng yêu kiều thôn nữ kia thấy bài thơ đó, thấy bài thơ đó rồi là bắt đầu đau tương tư, đau tương tư rồi thì sắp chết. Cho tới cái lần mà đi thân minh thứ ba trở lại thì nghe rằng cái nàng tiểu thơ này sắp chết. Hỏi ra là cha mẹ của nàng tiểu thơ cho biết rằng là tại vì nó thấy bài thơ đó, không biết bài thơ của ai, mà từ khi nó đọc bài thơ đó rồi tới bây giờ nó sinh ra tương tư thất tình, cho tới ngày nay nó như thế. Thế thì Thôi Hộ nó đây, có Thôi Hộ tới đây, đây là tác giả của bài thơ đó đây, thì làm cho cái nàng kia nghe cái tỉnh lại, cái hồi sức lại, cái vui vẻ, cái Thôi Hộ nghe là hai người tâm sự nhau cái rồi tỉnh lần lần cái cho ăn cháo nấm rồi này kia nọ, cái rồi mua sữa ăn chua rồi cho uống vô cái sống trở lại. Đó thì một bài thơ đó cũng là một cái nhân tướng rồi đó, do phần không cần phải con người, nghĩa là nó là cái đối tượng, mà đối tượng nó không nhất thiết phải là sự vật, mà kể cả một âm thanh, kể cả một văn tự như bài thơ. Cái đó là cái phải có thiền định mới thấy được cái nhân tướng nó quan trọng vậy đó. Ngã tướng là con người mình là cái chuyện quan trọng rồi, dễ hiểu rồi, mà còn cái nhân tướng là vậy đó. Nó là một bài thơ cũng được, nó là một bản nhạc, một bản sáo, bản nhạc mà do âm thanh của thổi sáo mà ra cũng được. Sản sanh tứ tướng ngã nhân lục thô tam tế khó tầm lối ra. Anh dúng vô lục thô tam tế rồi là mình tìm lối ra khó lắm. Nó sinh ra là vô minh nghiệp tướng này, năng kiến tướng này, cảnh giới tướng, rồi cái bắt đầu nó nuôi dưỡng bằng trí tướng, rồi tương tục tướng, rồi chấp thủ tướng, rồi khởi nghiệp tướng, rồi nghiệp hệ khổ tướng, quanh quanh gọi là tam tế, gọi là lục thô. Rồi nó biểu hiện ra rõ là tham sân si, nó biểu hiện ra hành động. Ra hành động có thể là chiến tranh, có thể là giặc giả, có thể là chém giết, có thể là đánh đập. Thì tham sân si là nó sinh ra nhiều thứ. Sản sanh tứ tứ ngã nhân lục thô tam tế khó tầm lối ra. Tầng xa phát triển đại trà, thấy nghe ngửi nếm đều là bất an. Ngoài cái kiến hoặc tư hoặc qua ra, nó còn cái tầng xa hoặc. Tầng xa hoặc này cũng là khó tu dữ lắm, mà khó trị lắm đó nha. Tình sao hoặc là cái sai lầm này nè, cái lầm lỗi này nè, không phải do mình làm ra, đích thân mình,
mà do môi trường, hoàn cảnh, do thấy, do nghe, do ngửi, do nếm, do xúc, do biết, đều có thể sanh ra cái thứ hoặc trần sa này. Thí dụ như cái nhà của mình là ở gần với cái nhà của thợ rèn, thợ sắt, họ đập nghe chát chát, ầm ầm chát chát, ầm ầm trong cả ngày vậy đó. Mình sanh ra cái bực bội vì cái tiếng động đó, không an lòng, bất bình, bất mãn, bất nhĩ, mà tại vì là luật pháp nó không có cấm cái đó. Nó cấm tới 10 giờ tối là không được đập, không được đóng, không được làm rầm rầm, chứ bằng ngày người ta có quyền làm. Cho nên là mình bực bội lắm mà phải ráng chịu à. Cái đó gọi là trần sa đó. Và cũng giống như mấy ông thầy chùa bây giờ cũng vậy đó, thầy chùa bây giờ ưa bắt loa lắm. Tụng kinh mà bắt loa lên người ta nghe rền cả xã vậy đó, cả nửa cái xã, một cái thôn xa vậy đó. Người ta nghe bực bội hết sức, người ta đâu phải người nào cũng đạo Phật. Mà mình tụng kinh mình la lối quá trời quá đất, cái la lối của mình, cái rền rĩ của mình đó, cái tụng niệm của mình đó đâu phải người nào ta cũng thích. Vậy mà mình phóng loa lớn quá trời quá đất, làm cho người ta bực bội, làm cho người ta sanh ra cái trần sa. Cái hoạch đó là như cát như bụi, nghĩa là nó nhiều lắm. Cái chữ trần sa là nó nhiều lắm. Thế là do nghe cũng có, là do thấy cũng có, do ngửi cũng có. Do ngửi thí dụ như cái nhà mình gần vậy đó, cái này ở bên Mỹ thì nghe nói không có cái đó. Bên Mỹ là có cái trại chăn nuôi ở đâu xa lạc sốc. Còn Việt Nam mình á, nó nhẹ bên nhà mình đó vậy mà nó làm cái nhà nó nuôi heo 20-30 con, nuôi cả 100 con heo, cái chuồng kế bên vậy đó, gần bên nhà của họ mà đồng thời cũng là gần gần của mình. Rồi mình ngửi cái mùi đó mình chịu không có được, mà kêu thì không được. Luật pháp Việt Nam chưa có cái kỹ lưỡng đó. Có lẽ là 1-20 năm sau gì mới tới cái đó, chăn nuôi mới đem ra xa, chứ ở gần làng gần sớm rồi không bít lòng người ta quá không được. Nhưng mà bây giờ trong lúc còn khó khăn thì sau thì ai làm sao được no ấm, được khá là đã mừng rồi. Cho nên cái vấn đề mà đập rầm rầm rén rén rột rột đó là ở Sài Gòn thì chịu trận dữ lắm. Rồi còn có những chỗ hơi xa xa hơn chút, ở nhà quê đó thì là chịu trận ba cái trại nuôi heo, nuôi gà, nuôi vịt. Cái đó nó sinh ra cái thứ bực bội, bất bình, bất mãn đó là gọi là trần sa hoặc là vậy đó. Nhiều lắm. Hoặc là người ta lại chơi mình, nhà mình vậy, cái người ta lại nói chuyện đau khổ gì của ta. Chuyện chồng bỏ, chuyện vợ bỏ, chuyện thua cờ bạc gì đó, chuyện uống rượu say gì đó, ta nói mình nghe nó bực cái lỗ tai hết sức. Nhưng mà phong tục Việt Nam á thì còn dị tình dị lắm, cho nên là ráng nghe mà nghe nó đau khổ. Giống như cái nhà mình sập vậy, họ đem rác họ đổ về nhà mình, vậy mà mình phải ráng chấp nhận đó. Thế thì những thứ khổ đó gọi là trần sa hoặc. Vợ nó bỏ đâu nó cũng lại nói với mình, chồng nó bỏ nhà đi cũng lại nói với mình, than gian với mình. Rồi nhậu say đâu, rồi mạch ngực xuống sông nằm dưới rồi chết. Chết rồi cũng lại nói với mình, kể lễ dài dòng. Rồi thứ mà mình không muốn vậy đó, mà nó vẫn xảy đến với mình, là gọi là trần sa hoặc. Do vậy thứ hoặc là đại để là các cái thứ hoặc đó, các thứ sai lầm đó, là kiếp hoặc là nặng nề đó ha, tư hoặc nặng nề đó. Rồi trần sa hoặc cũng là khó trị dữ lắm đó. Rồi còn vô minh hoặc đó, tức là cái nhân của tam tế lục thô, cái đó là bản hữu chủng tử, gọi là vô minh hoặc. Đại để nó có kiếp hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, thì vô minh hoặc. Vô minh hoặc thì mình ít đề cập hơn, nhưng mà nó lại là cái căn bản, cái chủng tử đó.
để sanh ra là năng kiến tướng và cảnh giới tốt. Cho nên năng kiến tướng và cảnh giới tốt là cái gốc của nó là phát xuất từ cái vô minh bất giác ban đầu, giống như người bắt đầu ngủ và nằm chim bao vậy đó. Nằm chim bao mà thấy cái vui mừng buồn giận thương ghét là cái giai đoạn kế. Còn giai đoạn đầu là mình bắt đầu mình mê, bắt đầu ngủ, ngủ rồi nó bắt đầu mê, mê hơi mê là bắt đầu nó mới nảy ra cái thấy nghe ngửi nếm vui mừng buồn giận trong chim bao. Thành ra cái gọi là vô minh, hoặc là mình ví như cái lúc mà ngủ vừa bắt đầu khởi ra cái niềm chim bao. Còn kiến hoặc tư hoặc đó thì nó giống như là nằm chim bao thật sự. Thấy nghe ngửi nếm đều là bất an, trần xa phát triển đại trà. Thấy nghe ngửi nếm đều là bất an, trần xa tam hoặc tràn lan, trần gian tam hoặc tràn lan, giam người tam giới nhốt đàn tứ sanh. Kiến hoặc tư hoặc trần xa hoặc vô minh hoặc đó, nó là cái ngục tù, nó là cái nhà tù và dụng cụ khổ cụ khổ khí ở trong cái nhà tù đó. Nó giam người trong tam giới, nó sinh ra dục giới, nó sinh ra sắc giới, nó sinh ra vô sắc giới. Tam giới đó bữa nào nói nữa, tam giới đó không có thiệt đâu, là do nghĩa là kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc mà nó làm ra, nó biểu hiện ra bằng cái nhà tù của tam giới đó, chứ tam giới không có thiệt đâu. Đành rằng Phật dạy là tam giới vô an vô dư quả trạch. Ai ở trong tam giới là không bao giờ có sự an ổn được, như ở trong cái nhà cháy, cái nhà sập, nhà lửa vậy. Nhưng mà thật sự tam giới không có. Tam giới là do vô minh hoặc, do kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc mà nó tạo ra cái ngục tù, cái nhà tù tam giới đó. Nó giam người tam giới và nó nhốt cái đàn tứ sanh. Tất cả những chúng sanh này gồm có thai sanh, đoạn sanh, thấp sanh, quá sanh, đều bị cái vô minh hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc, kiến tư hoặc nhốt hết. Cái này học là phải thiền thêm, chứ còn nói thì ai mà nói cho hết được. Không có thiền định là không có ông thầy, ông giảng sư nào nói hết được hết trơn. Cho nên tôi nhắc là tăng ni trẻ của nhiều Phật tử muốn mà học Phật đi sâu là tự mình, người ta vẽ cái đường lớn, rồi sau đó rồi mình phải tu tập thiền định, mình mới là đi những con đường chi tiết nho nhỏ, tự mình phải đi. Mà bây giờ đọc hết lại, đọc nguyên bài kiến tư hoặc. Tưởng tư tác ý mê lầm, cô thành niệm lữ kết thành khổ đau. Thân biên tà kiến lao nhau, quan đường ảo tưởng lạc sâu rừng tà. Đường ra đã mất lối đi, bình an không có mong gì thảnh thơi. Hạt nhân tư dục ngấm rồi, tư tài, tư sắc, tư danh thật thùy. Đó là tư hoặc khổ nhân, kết thành khổ quả, tham sân nối dài. Sản sanh tư tướng ngã nhân, lục thô tam tế, khó tầm lối ra. Trần xa phát triển đại trà, thấy nghe ngửi nếm đều là bất an. Trần gian tam hoặc tràn lan, giam người tam giới mà nhốt đàn tứ sanh. Đó là bài thơ kiến tư hoặc. Giờ đọc thử coi cái trực chỉ địa cương coi ta viết cái gì để ta giúp thêm đây, giúp thêm ý tứ để cho mình suy nghĩ đây.
kiến tư hoạch nó rõ ra là hai thứ, kiến hoạch và tư hoạch. Kiến tư hoạch là đối tượng trực tiếp thường xuyên gắn chặt với sự nhận thức của lục căn và lục thức, đó là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc và nhận biết. Thế cho nên đệ tử Phật gồm cả hai thành phần xuất gia và tại gia đều phải học, phải biết rõ để tu tập, để diệt trừ. Đúng vậy. Kiến hoặc gồm thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến. Tư hoặc nó gồm tham, sân, si, mạng và nghi. Ngoài hai thứ hoặc, hai thứ sai lầm tội lỗi ấy, còn có hai thứ sai lầm tội lỗi gián tiếp là trần sa hoặc và vô minh hoặc. Vô minh hoặc là mình ít đề cập thôi, chứ thì thật là vô minh hoặc lại là căn bản đó nha. Để ý vậy đó, nó là cái gốc để sinh ra năng kiến tướng và cảnh giới tướng đó, chẳng qua là ít đề cập nó hơn. Trần sa hoặc có nghĩa là chúng nhiều lắm, có nghĩa là chúng nó nhiều lắm, nhiều như cát, như bụi. Bởi vì cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết ngoại cảnh của ta đều có thể sanh ra bất mãn, bất bình, bực tức, khổ đau. Do vậy Phật dạy đệ tử Phật phải thường phải phòng hộ sáu căn. Phòng hộ sáu căn tức là phải giữ gìn về thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết, về nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý của mình. Còn vô minh hoặc đó là cái thứ sai lầm vi tế nhất đấy. Vô minh hoặc là thứ sai lầm vi tế nhất. So với ba cái thứ hoặc kể trên, ba thứ hoặc kể trên tức là kiến hoặc, tư hoặc và trần sa hoặc, vô minh hoặc là thứ sai lầm vi tế nhất. Đó là cái bản năng chấp ngã và chấp pháp vốn có của con người. Ngày nào vô minh hoặc còn thì chưa thể là Phật được. Vô minh hoặc còn là chưa thể là Phật được, chưa thành Phật được. Bởi vì nó là cái nguyên nhân để sinh ra cái năng kiến tướng về cái cảnh giới tướng đó. Cái bản năng chấp ngã đầu tiên duy tế nhất đó. Gọi là tu hành mà không biết đoạn trừ các cái thứ hoặc nói trên, chuyên làm việc lạy lục, van xin, khấn khứa, cung kính, cúng này gõ mở là như hôm nay tôi nói là gõ mở là cái tai họa ghi gớm mà làm cho mất đi cái tâm hồn trong sáng hiểu biết của mình đó nha. Còn cúng kính nhiều cũng vậy nữa, không cần cúng kính nhiều, cúng mà để mà gian giá cầu xin là không có được gì hết á. Giống như lo hối lộ mà Phật trời đâu ăn hối lộ. Cho nên gian sinh khấn khứa cúng kính, gõ mở tụng nhiều kinh, hy vọng đổi lấy phước báo để được niết bàn hay là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc sau khi chết. Đó là cái lối tu hành sai lạc, hoàn toàn sẽ không đem lại kết quả gì. Không đem lại kết quả gì đâu. Không đem lại kết quả gì đâu. Cái này là mong rằng là tăng ni trẻ cũng như là Phật tử để ý. Tôi nói đây là nói thiệt không đó, nói bằng kinh điển đàng hoàng nhưng mà điều khó nghe một chút, nghe phải thiền định,
mới thấy rõ được. Thì rất mong là ai nghe là phải bình tĩnh với một cái tâm an lành nhẹ nhàng để mà nghe, gọi là văn tư tu. Và trong cái tu đây là phải có tu tập thiền định mới sâu sắc được, chứ gọi là tu mà bằng mở bằng chuông bằng giái bằng gian bằng cầu bằng khẩn đó, cái đó không bao giờ hiểu được đạo Phật đâu. Rất mong phát triển tu tập thiền định, mà tu tập thiền định đồng nghĩa với có tu tập tịnh độ. Tôi nhắc nhở là tu tịnh độ mà không có tu thiền định ha, thì không phải là đạo Phật. Và nhất là ai đó nói rằng là tu tịnh độ rồi để rồi cái ngày chết mới giảng sanh, đó cái đó nói cái đó hoàn toàn không phải đạo Phật. Tu tịnh độ có thể hưởng sự an lạc rất vui, chứ cực lạc là rất vui, rất an lạc, rất hạnh phúc, rất nhẹ nhàng trong cuộc sống thì mới gọi là tu tịnh độ đúng. Do vậy cho nên tu tịnh độ đúng là thì có giảng sanh an lạc hạnh phúc rất vui ở tại cõi đời này. Do vậy cho nên là tu tịnh độ với tu thiền không có khác gì nhau. Cái người tu thiền cũng hoàn toàn là loại trừ bỏ kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc ở tại cõi đời này. Do vậy mà niết bàn có thể có ở tại cõi đời này nếu ai đó tu tốt, chứ không đợi chết rồi mới có niết bàn. Cũng như cực lạc không đợi chết rồi mới có giảng sanh. Cái đó là cái mà mong rằng tăng ni để ý, Phật tử để ý. Tôi xin gần ở đây chúc văn như tư như tu, A Di Đà Phật.
bơ vơ trong đời u tối. Chẳng luôn nghe đau thương kiếp làm con người. Từ khi hoa xuân sang gặp thầy dẫn lối, được con thoát cuộc sống chảy. Thầy ơi đã cho con một niềm tin đó, khi chân lý là chính tâm hoa, trong vô biên không lời không ý, nghe thanh thoát niềm vui tràn bờ. Thầy ơi con xin hứa dù khó không lùi, theo chân lý con sống an vui, quay trở về nguồn tâm trong xa, sẽ vượt thoát từ sân này rồi, đem tâm đó lại cho mọi người, cho nhau có niềm vui đời đời. Từ nay xin ca vang một bài ca mới, bài ca tuy không tên nhưng thật bao la. Lặng yên nhưng bao dung muôn loài xa vắng. Tình thương nghe mênh mông bất tận không bờ. Thank you.